Rồi, hello, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay mình lại lên tiếp tục trò chuyện giao lưu cùng với quý vị và các bạn tí liên quan đến thông tin về cô luật sư ẩn danh ngáo ngáo mạng như thế này, luật sư Thanh Trần các bạn. Và không biết để xem rồi đưa đây. Các bạn xem đây, trên cái top cộng đồng của Thanh Trần mới sáng hôm nay là đã viết ba cái top cộng đồng, đăng ba cái top cộng đồng với cái thái độ rất là ngông ngông. Ở đây là một cái thái độ rất là cho mình là mẹ thiên hạ đây, đưa ra những cái thách thức cá cược. Nói về cá cược có thể Thanh Trần rất là hăng nha các bạn. Khi nói về tiền, về cá cược á, thì Thanh Trần luôn dẫn đầu là một người rất là tích cực. Bởi vì theo nguồn tin từ mạng xã hội thì Thanh Trần cũng là một tay rất là máu bài bạc mà. Cho nên nói về cá cược là Thanh Trần rất máu và rất là hăng, về tiền bạc rất là hăng. Ngày hôm nay thì Thanh Trần viết hai tập cộng đồng như thế này các bạn. Một tập cộng đồng cách đây 2 giờ. Thanh Trần viết như thế này: Lê Thanh Minh Tú nói trên YouTube là ra Hà Nội đi gặp tôi. Ok, gặp mặt tại Hà Nội sợ rồi hay sao mà ăn nói ngược ngạo vậy? Hay là ngày 4, ngày 5, ngày 6 tháng 9 năm 2023 này gặp tại Trung tâm Y tế Dự phòng quận 1, chọn địa điểm nha Tú, em cho tôi bằng chứng về lời em nói. Đó là một cái top cộng đồng mà về cái vấn đề này thì Thanh Trần nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Và thông tin về việc mà Thanh Trần được tiết lộ trên mạng về bản thân và những cái bí ẩn trong cuộc đời của Minh Tú, những sự thật về Minh Tú thì thực hư như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà có rõ ràng thực tế hay không thì Thanh Trần công khai tiết lộ các cái thông tin về chuyện bí mật đời tư này, thì các bạn có thể thấy rằng Thanh Trần đã mặc nhiên xúc phạm đến danh dự của Minh Tú một cách rất là nghiêm trọng đây. Những ngày trước đây thì trên bài chia sẻ của Thanh Trần cũng nói về việc cho rằng là Minh Tú nhiễm một căn bệnh của thế kỷ. Chính Thanh Trần cũng đã đăng tải lên là Thanh Trần đi đến vào trung tâm y tế của quận 1 này và vô tình bắt gặp Minh Tú đến đây để nhận thuốc theo định kỳ. Và Thanh Trần đã tung hô các cái thông tin về các cái vấn đề này lên trên mạng xã hội và công khai cái ngày mà Minh Tú đến đây để nhận thuốc là ngày 5, ngày 6 hàng trong tháng 9. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng sự xúc phạm đến nhân phẩm danh dự của Minh Tú đối với Thanh Trần một cách rất là công khai và ngang nhiên. Đây là hành vi mà được cho là xúc phạm đến đời tư đây. Minh Tú có thể lấy những cái thông tin này mà khởi kiện Thanh Trần thì cũng rất là hợp lý. Bởi vì nếu thực sự Minh Tú mà đã có căn bệnh thế kỷ như vậy á, thì âu đây cũng là một cái số phận sứ mệnh cũng đáng thương cho Minh Tú. Bởi vì cuộc đời của Minh Tú cũng đã trải qua rất nhiều các cái biến cố. Cậu cũng là một người con bất hạnh, khi sinh ra thì lại không được vòng tay chăm ẵm của cha mẹ, mà Minh Tú lại được sự chăm sóc của cụ Lê Tùng Vân nhận về làm con nuôi. Nhưng khi ra đời đủ trưởng thành, đủ 18 tuổi Minh Tú ra đời thì Thiền Am gặp biến cố, và kể từ đó là kết hợp với các cái thị phi biến cố này, đến khi người Thiền Am liên quan đến pháp lý thì Minh Tú lại vướng vào cái pháp lý. Anh xin chào chị Lan, anh xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần. Như vậy nói về cái vấn đề này thì chúng ta thấy rằng sự xúc phạm của Thanh Trần này đối với Minh Tú là một điều đã vi phạm đến cái quyền riêng tư, quyền cá nhân, xâm phạm đến cái lợi ích cá nhân của mỗi con người về cái thông tin bí mật về chuyện đời tư. Xin chào Huyền Phạm. Về cái việc mà Thanh Trần cho rằng Minh Tú mắc căn bệnh thế kỷ rồi đi đến nhận thuốc ở trung tâm y tế vào các ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 như thế này, thì đây là một cái hành vi mà công khai tiết lộ những cái điều bí mật không đáng có của cá nhân. Đây là một cái điều tế nhị nhất
mà Thanh Trần đã xúc phạm mình nặng nề đến Minh Tú. Đó là điều mà chúng ta không thể chấp nhận. Nhưng mà về về cái vấn đề này thì Thanh Trần nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Không biết cô Thanh Trần này có cái mặc cảm ác cảm như thế nào đối với Minh Tú, thì chúng ta cũng đã biết thì liên quan đến sự lùm xùm tranh đấu vừa qua, tất cả các cái sự xấu xa đê tiện của Thanh Trần thì đã bị cộng đồng mạng và trong đó có Minh Tú vạch trần sự thật này ra. Thì cũng chính từ cái sự căng thẳng mâu thuẫn này lên cao mà Thanh Trần đã bất chấp bán rẻ nhân cách đạo đức của một thành viên thuộc đoàn luật sư, mà lại đi lên mạng xã hội để xúc phạm, để tấn công miệt thị vô cớ rất nhiều người, trong đó có Minh Tú là người mà đã chịu thiệt thòi khi đã bị Thanh Trần xúc phạm rất là nặng nề, từ danh dự nhân phẩm cho đến các cái thông tin về đời tư cá nhân như thế này. Đây là một cái sự xúc phạm đến đời tư rất là nặng nề. Minh Tú lưu ý cái vấn đề này mà để mà trừng trị cái cô Thanh Trần ngáo mạn như thế này, chứ không để cô mà cứ ngày nào cũng lên mạng xã hội công khai cái chuyện đời tư của mình ra mà xúc phạm như thế này thì khó mà chấp nhận. Rồi cái bài viết thứ hai cách đây 3 giờ, Thanh Trần cũng nói về việc cho rằng là cá cược này thì Thanh Trần lại nhắm đến chị Lan. Bài viết chia sẻ như thế này các bạn: Lan già ngáo đá không đủ nhân cách để đặt ra bất cứ câu hỏi nào cho Thanh Trần và Hồng Sơn. Cái câu đầu tiên thì các bạn thấy rằng sự mất dạy của cô luật sư mà nửa vời như thế này thì khó mà chấp nhận được. Đã là một luật sư thì không nên lên mạng mà dùng những ngôn từ vô văn hóa mà mất dạy như thế này, có thể gọi là như vậy. Thách đố và cho Lan già 10 triệu đồng Việt Nam để chi phí đi xe đến tòa án nhân dân huyện Đức Hòa gặp thẩm phán phụ trách vụ Bá Phúc Tâm, hỏi là trát tòa tại sao lại dán trước cổng Thiền Am. Đây là một vụ cá cược công khai của Thanh Trần đối với chị Lan. Ngược lại, Lan già chuyển khoản tặng cho tôi kinh phí đi đường, ăn uống, mua sữa và tã lót cho các bé 100 triệu Việt Nam đồng. Lan già khoa giàu có sổ đỏ cả ký, 100 triệu chưa rụng một cọng lông của Lan già. Các bạn thấy không, cũng với những cái thái độ và những lời mắng nhiếc mang tính chất là hận thù mâu thuẫn, cũng nhắm đến cái việc mà cá cược này lôi các cái thành viên của Thiền Am ra, mượn cái hiệu ứng của Thiền Am này tung lên mạng xã hội để cá cược, đưa ra một cái thách thức rất là khó chấp nhận về cái sự miệt thị của cô Thanh Trần này. Ngoài cái tư tưởng còn dùng những cái văn hóa, những cái ngôn từ rất là mất dạy, không thể chấp nhận cho một người được gọi là luật sư như thế này, thạc sĩ luật sư. Một con người công dân bình thường khi lên mạng xã hội thì người ta cũng đã khiêm nhường cái lời nói, không dùng những cái lời nói mà nó mang tính rất là đầu đường xó chợ như thế này nữa, mà lại là một luật sư thạc sĩ được nhân danh nữa chứ, được mệnh danh là luật sư lại xưng hô nữa chứ, mà dùng những cái ngôn từ như thế này thì chúng ta nghĩ sao về cô luật sư nửa vời này? Bởi lẽ từ cái điều này mà cô đã bị mất tư cách đạo đức, bị liên đoàn luật sư cảnh báo đạo đức. Đấy, viết tiếp như thế này: tôi sẽ gặp thẩm phán hỏi trát tòa tại sao lại dán trước cổng Thiền Am. Lan già phải chuyển tiền trước vì bọn chúng nó có thói quen ăn chặn ăn giật. Lan già đưa theo một người đi theo tôi để chứng minh, để chứng kiến tôi vào hỏi. Hôm nay là ngày 29 tháng 8, Lan già suy nghĩ đến 4 giờ chiều nay là kết thúc. Nếu không nhận được câu trả lời của Lan già, coi như hèn nhát, chỉ biết lên YouTube nói vậy. Một cái sự thách thức và cá cược mang tính rất là mâu thuẫn hận thù ở đây các bạn thấy không, rất là khiêu khích. Cái tư tưởng, cái suy nghĩ này rất khiêu khiêu khích. Không biết là chị Lan già, không, xin lỗi, không biết là chị Lan có nói với cái câu này với cô Thanh Trần nửa vời này hay không, mà cô lại đưa cái những cái nhận định này lên trên mạng xã hội mà để ra để cá cược như thế này, dùng cái từ là Lan già như thế này rất là mất dạy đối với cô Thanh Trần này, không thể chấp nhận được. Bởi luật sư Lan chửi là mất dạy là đúng rồi, vậy mà còn không công nhận nữa.
Hôm nay lại ra cái kèo cá cược là 100 triệu đồng rồi các bạn, lại mượn là mượn cái danh nghĩa của thiền am, mượn lấy cái thương hiệu tên tuổi của các bá trong thiền am này ra để cá cược 100 triệu đồng. Rõ ràng là cô này rất máu cá cược, mà khi nhắc đến tiền thì cô là rất là ham. À, chị Lan đã chia sẻ trên trả lời đến các cộng đồng rồi. À, em chưa coi cái này, em mới mở ra em thấy trên cái bài và tinh thần này em cũng 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 nôn nóng quá để lên coi thử bài này như thế nào. Rất là ngáo một luật sư như thế này, khi nhắc đến chị Lan thì đúng ít ra cũng là vai bà chị của mình, dù là như thế nào là một người bình thường trong xã hội đi chăng nữa, nhưng mà một luật sư mà dùng với một cái ngôn từ như thế này thì khó mà chấp nhận được. Những cái ngôn từ này mà Hồng Sơn thường hay nói là ngôn từ mang tính chất hận thù đây. Đấy, cô nói là chính cô nói rằng là tự xưng mình là một ca vang, vậy mà lên cá cược với lại chị Lan, nói rằng nếu như mà bà Lan mà đưa ra đập đúng tên tôi, nói tôi là ca ve đi đấy, rất là tráo trở ở chỗ này. Nhưng thực ra đến bây giờ chúng ta thấy rằng đối với cái bản chất của Thanh Trần thì chúng ta khỏi bàn cãi, vì chất tất cả cái đức tính bản chất xấu xa tồi tệ đê hèn của Thanh Trần đã được bộc lộ và tiết lộ. Chính cô đã đem nhân cách của mình ra bán rẻ một cách rất là công khai như thế này, nhân danh là một thạc sĩ luật sư, rồi tự xưng là con dòng cháu dõi, con ông cháu cha, tự xưng là cha mẹ mình là quyền thế quyền hạn trong xã hội, nhưng mà lên mạng thể hiện cái tư cách đạo đức giống như một đứa mà vô học đầu đường xó chợ như thế này, chẳng khác nào cô lại đem cái thanh danh của gia đình dòng họ cô ra mà đem đem bán đứng bán rẻ một cách rất là tệ mạt như thế này không các bạn? Một người tự cho mình là thạc sĩ luật sư trí thức như vậy đấy, rồi tự nhận mình là con nhà dòng dõi, cha mẹ là cán bộ là công viên chức đấy, mà lên mạng ăn nói mà thua một cái đứa mà vô học nữa đấy, chứ đừng có nói chuyện như vậy. Thì cô có xứng đáng là một người mà để cho cộng đồng mạng quan tâm và ngưỡng mộ hay không? Không chỉ riêng những cái lời nói trên tóp cộng đồng qua các cái văn viết của cô nghe các bạn, nhưng còn cái văn nói của cô lại còn còn thể hiện cái sự hồ đồ hơn nữa. Cái văn nói của cô á, lại càng mất dạy hơn nữa, không biết tôn trọng, không biết tôn ti trật tự, không biết kính trên nhường dưới, không biết lớn nhỏ lẽ phải như thế nào. Các vị luật sư thể ra cũng là người đáng bậc đằng anh, là những người mà bậc thầy bởi đi trước mình, ít ra họ cũng chịu sự ảnh hưởng và họ cũng đã từng chứng kiến biết rõ rồi, nhưng lại dám phách lối coi thường, ngạo mạn cho rằng trình độ các anh chưa chưa hẳn là qua chúng tôi, rồi dùng những cái ngôn từ miệt thị những người lớn tuổi, những người đi trước đàn anh đàn chị của mình, xưng hô với những cái ngôn từ rất là ngáo. Đây, như vậy thì các bạn thấy rằng đối với cái đạo đức tư cách của cô Thanh Trần này không xứng đáng để được ngồi vào trong cái hàng ngũ của đoàn luật sư. Nếu như mà đoàn luật sư mà để cô Thanh Trần này mà được gắn liền trong cái tên tuổi của hàng ngũ các nhân viên, các cộng sự của đoàn luật sư thì rất là ảnh hưởng vô cùng, ảnh hưởng vô cùng. Đoàn luật sư, liên đoàn luật sư, các trường đại học, trường đào tạo ra những con người mà đem lại cái công tâm, cái văn hóa cho nền tư pháp như thế này, thì không để một cái luật sư ngáo mạn như cô Thanh Trần như thế này đứng vào cái hàng ngũ của đoàn luật sư mà làm bẩn bừa, làm bôi nhọ thanh danh của các đồng nghiệp cộng sự của mình, kể cả là liên đoàn luật sư, ảnh hưởng rất là lớn. Không có luật sư nào mà lên mạng xã hội ăn nói thua một đứa mà đầu đường xó chợ như thế này được, bởi chính từ điều này cô đã bị tước tư cách là một luật sư là đúng rồi. Bây giờ cô trở thành một một con người bình thường điên dại giữa chợ đời này, nửa tỉnh nửa vời, nửa say nửa tỉnh, mất nhân cách, mất tư cách đạo đức như thế này thì làm người gì mà lên chia sẻ pháp luật cho ai nghe được.
Đấy, chính bả tự nhận mình là hôm nay tôi có cái nghề thêm là nghề cà phê nữa, mà lại lên xúc phạm với chị Lan, nói rằng cá cược thấp chị Lan, đọc tên tôi. Đấy, rất là trơ trẽn ở chỗ này. Thực ra thì các bạn cũng đã thấy về cái nhận thức, một cái góc độ nhìn khách quan từ cộng đồng mạng khi tham gia sự xuất hiện của Thanh Trần trên các cái diễn đàn của mạng xã hội đó. Thì ngày trước cô cũng nhân danh là một người đứng ra để đấu tranh cho cái mạng xã hội này khi tham gia vào cái drama của bà Phương Hằng, thì Thanh Trần cũng rất là tích cực khi phản biện những cái quan điểm sai lầm về các hành vi sai phạm của bà Phương Hằng, cũng đã được một số fan cộng đồng mạng ngưỡng mộ, nhưng với cái thái độ rất là cương trực, bản tính thì nửa vời, năm nóng năm lạnh như Thanh Trần. Khán giả của Thanh Trần thì một số thì ủng hộ, một số thì phản phản tố lại các cái hành vi qua cái nhận định của Linh, như lời nói rồi các cái nội dung chia sẻ rồi cái sự thách thức về cái bản tính ngông cuồng của Thanh Trần, khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy bất bình. Nhưng khi liên quan đến cái drama của Thiền Am khi tỉnh thất bồng lai, thì Thanh Trần cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ khi đồng hành cùng quan điểm với các vị luật sư để đứng lên tìm cái giải pháp bảo vệ cho Thiền Am, thì Thanh Trần được được cộng đồng mạng ủng hộ, bởi vì ở thời điểm đó là hàng triệu khán giả trên thế giới này đều quan tâm, đều có một cái nhìn chung về người Thiền Am là bảo vệ và đồng hành với người Thiền Am, ai cũng có quan điểm như vậy. Nhưng khi đến khi xuất hiện sự xung đột mâu thuẫn lùm xùm trên mạng xã hội, tranh đấu về thị phi hơn thua, thì Thanh Trần đã bộc lộ hẳn cái bản chất của mình là một người ti tiện đê hèn, thấp kém từ nhân cách cho đến giá trị đạo đức, đã lộ rõ liền. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng thân phận của Thanh Trần càng ngày cũng đã bị cộng đồng mạng soi ra các cái đức tính xấu về thái độ đạo đức cũng như là tác phong hành nghề nghiệp của mình. Cuối cùng thì Thanh Trần cũng đã bị báo chí lên tiếng, liên đoàn luật sư cũng lên tiếng, đoàn luật sư phía Nam thành phố cũng lên tiếng về cảnh báo đạo đức của Thanh Trần không xứng đáng để ngồi vào trong cái hàng ngũ của đoàn luật sư. Bên cạnh đó thì Thanh Trần ăn rất nhiều các cái lá đơn của các cá nhân tố cáo về hành vi vu khống xúc phạm đến nhiều người. Đấy, như vậy thì các bạn thấy rằng đối với một Thanh Trần, một luật sư như thế này có xứng đáng là luật sư thạc sĩ hay không? Đến bây giờ thì chúng ta có thể cho rằng cô này là một luật sư nửa vời, luật sư đua đòi trên mạng xã hội, mượn cái hiệu ứng xã hội này để mà nhân danh, để mà PR cho cái tên tuổi, mà tung hô cái thân thế của mình lên để cho cộng đồng mạng biết. Nhưng cuối cùng thì cô lại không đạt được cái mục đích này, và nhân cách của cô thì càng ngày cô lại tự tự bán rẻ và tự vùi dập xuống hố sâu của cái đạo đức này. Đến bây giờ hình như là các bạn thấy đó, Thanh Trần không còn gì để mất nữa, coi như là nói về nhân cách, đạo đức, về nghề nghiệp của thì Thanh Trần không còn là một người mà được gọi là luật sư nữa. Vậy mà lên mạng xưng danh với các vị luật sư, cho rằng là tôi là đồng nghiệp, tôi nể các anh là đồng nghiệp, đồng nghiệp, trong khi ai là đồng nghiệp với cô? Một cô thật thật luật sư nửa vời ngáo ngơ như thế này, ai mà làm đồng nghiệp với cô? Rất là mang tiếng, khi cái tên tuổi của cô đứng thuộc về hàng ngũ của luật sư là cũng đã ảnh hưởng rất là lớn rồi, chứ đừng có nói chuyện ai mà dám mà nhận cô để làm đồng nghiệp, mà cô lên đây mà cô nhân danh là đồng nghiệp ha. Đây, các bạn thấy đến bây giờ thì cái việc trước đây là rất nhiều các cái vụ cá cược mà Thanh Trần đứng ra tham gia trong cái drama này, từ vụ bà Phương Hằng Thanh Trần cũng đứng lên cá cược, rồi cuối cùng Thanh Trần cũng thất bại, cho đến khi tham gia cái vụ tỉnh thất bồng lai này, Thanh Trần nổi tiếng và đầy tai tiếng và nhục nhã nhất là trong cái vụ cá cược 3.000 đô, 3.000 đô, rất nhiều các cái diễn biến về cá cược, thì Thanh Trần cũng đã bị bại lộ thua không chịu chung, dám chơi mà không dám chịu. Thì hôm nay một lần nữa cũng mượn cái hiệu ứng các bé trong Thiền Am này ra,
mượn hai cái từ thiền am này ra để cá cược 100 triệu đồng với chị Lan hai lúa. Ừ. Và cái vụ cá cược này rất là trơ trẽn, dùng những cái ngôn từ mang tính hận thù để miệt thị chị Lan. Nhưng thực ra thì các bạn biết đó, Thanh Trần dám chơi chứ không dám chịu đâu. Có thua cô cũng không dám chịu. Ai mà chơi với bà Thanh Trần này là chỉ có giá lỗ chứ không có giá lời. Đấy, dù có thắng có thua gì cũng cũng giá lỗ. Bởi vì bà này là rất là chai mặt. Cái sự chai mặt ở đây là thể hiện cái sự trơ trẽn của người không biết nhục và không biết liêm sỉ. Mà Hồng Sơn với Thanh Trần không có cái liêm sỉ này thì thử hỏi mà trong cuộc đời ai mà làm bạn với hai con người này. Chỉ hai con người này đến với nhau thôi, kết nối với nhau để làm ảnh hưởng cái văn hóa trên không gian mạng này thôi. Đối với Hồng Sơn thì thực ra chị chắc chắn là cũng không có ai mà chơi làm bạn, làm bà, làm bạn tri kỷ đối với Hồng Sơn được. Chỉ có la lết với những kênh YouTube quen biết, những kênh YouTube này để lợi dụng cơ hội để được bữa ăn bữa nhậu, để được mời đi cà phê cà pháo đi đây đi đó thôi. Chứ thực ra mình nghĩ theo cái nhân cách, cái sự ti tiện của con người Hồng Sơn này thì chắc chắn trong cuộc đời ông không có bạn bè nào đâu các bạn. Không có ai mà dám chơi với một con người như thế này, bằng mặt trước đó rồi sau lưng lại quay lang, lại đấu tố, lại bán rẻ anh em đồng nghiệp của mình như vậy. Thực sự Hồng Sơn này không có chơi với ai được đâu, kể cả bà Thanh Trần đấy cũng vậy. Chỉ có hai con người mà ti tiện đê hèn này họ mới kết hợp lại với nhau thôi. À, họ làm cho cái văn hóa của cái xã hội này càng ngày càng đi xuống. Thực ra thì các bạn thấy trong cái drama này, sau khi thị phi giữa Hồng Sơn Thanh Trần kết hợp về cái việc mà đấu tố các vị luật sư và nhóm đa đề này ra, thì cái quan điểm tư tưởng của họ mang tính cách rất là sân si hận thù chia rẽ ở đây, trong khi là các vị luật sư không bao giờ mà lên tiếng nhắc về hai con người này đấy, mà họ thường ngày lên tiếng lôi ra hết đa đề, hết chị Lan, hết Minh Tố, hết mẹ nắm, hết người này, hết Thảo Vũ, rồi rất nhiều người, không loại trừ một là đàn bà phụ nữ, đàn ông con trai nào hết, trẻ em già cả gì cũng lôi ra miệt thị bất chấp. Như vậy thì thử hỏi những con người này họ tráo trở như thế nào. Họ luôn tự nhận mình là người tài cao hiểu rộng, họ luôn nhận cái tốt về cái ưu điểm về phần họ, nhưng trong cuộc chơi này các bạn thấy bản thân của họ là những một con người rất là thối rách rồi, đạo đức giá trị không có nữa. Đấy, thì như thử hỏi là những con người này làm bạn với ai mà chơi với ai được. Hồng Sơn theo mình nghĩ tin rằng chắc cuộc đời em không có bạn bè thân thiết đâu, bởi vậy mới chơi với những kênh YouTube, chơi với những người như thế này thôi chứ chơi với ai được. À, chơi với anh em thì sau đó là quay sang đấu tố, miệt thị, sơ hở cái bắt đầu là lên mạng là lôi ra để trách mắng. Như vậy thì con người nó quá là ti tiện, nó vô liêm sỉ, cái này gọi là tiểu nhân đấy. Chứ không có ai mà đàn ông như Hồng Sơn mà lên lôi hết chuyện của hết đàn ông, thì tới chuyện của đàn bà cũng đem ra soi, cũng đem ra là soi, là mình nghĩ không không đáng mặt đàn ông rồi. Cái chuyện mà phân tích chia sẻ góp ý thì không nói, đàn này là lôi những cái tật xấu, những cái thứ mà cả những cái mà nó rất là khiêm tốn cũng lại lôi ra được. Rất là ti tiện đê hèn thấp kém chỗ đây. Còn riêng đối với cái cô Thanh Trần này thì mình không nói rồi, cô này là bất chấp rồi, đến bây giờ thì cô Thanh Trần này là kiểu như dạng không còn gì để mất nữa rồi đấy. Bây giờ cô có là một luật sư đi tài giỏi đi chăng nữa thì cô cũng không có thể phục hồi được cái nhân cách đạo đức, cô cũng không có thể mà đứng vào trong cái hàng ngũ luật sư được, kể cả Hồng Thanh, kể cả Hồng Sơn cũng như vậy. Bởi vì cái quy luật của một người mà được nhân danh là bảo vệ cái công lý, cái sự công bình, cái nền văn hóa cho cộng đồng, cho nền tư pháp, thì không có ai mà lên mạng mà xúc phạm miệt thị bôi nhọ từ đồng nghiệp cho đến người đời như thế này, không có, không cho phép, quy luật cũng không cho phép, và kể cả là cái tri thức nhân cách của con người cũng không cho phép. Như vậy thì dù cho bây giờ Hồng Sơn đang cố gắng để phục hồi, để cố lấy lại cái bằng chứng chỉ nghề nghiệp của mình, để thể hiện mình là người
luật sư thực sự cũng không được, không có được. Cho dù ông có cố gắng đi chăng nữa, ông cũng không không có thay đổi được bản chất của con người. Bởi vì cái bản chất của con người đến bây giờ là Hồng Sơn cũng hơn nửa đời người rồi mà chưa thay đổi được cái tính ấy, nhân cách nó ti tiện như thế, nhưng mà là làm sao mà có một cái đạo đức tốt được. Trong khi ông nói rằng ông hành nghề luật sư, ông học trường, ông ra trường từ năm 12 à, năm 2012 đến bây giờ 12 hay là lẽ 2 gì cái ông nói vừa qua đó, ông học ông ra trường rất là lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ mà ông vẫn còn chưa được tọa nguyện trên cái con đường sự nghiệp của mình, ông chưa thành danh được, ông chưa đạt đến cái đỉnh cao của danh vọng như thế, danh vị như thế này, thì từ đó là chúng ta thấy được cái đạo đức nhân cách con người ông không có. Mà hơn nửa đời người làm người rồi, ông chưa làm người được thì làm cái gì mà ông thay đổi được. Giang sơn thì dễ đổi nhưng bản tính thì có giờ, bản chất thì rất ti tiện đê hèn. Một Minh Tú như vậy là cũng đã đáng thương, đã đầy bất hạnh trong cuộc đời rồi, mà Hồng Sơn miệt thị triệt hạ một cách không thương tiếc, lôi từ các cái chuyện mà tế nhị những nhất trong cuộc sống hàng ngày đời thực, cho đến những cái sự bất hạnh của Minh Tú trong cuộc đời, Hồng Sơn cũng không thương tiếc, không buông tha, không nương tay. Thì thử hỏi cái đạo đức con người như thế nào đó, rồi triệt hạ miệt thị đồng nghiệp của mình, chà đạp đồng nghiệp của mình xuống để mình tự vươn lên trong cái sự danh dự. Danh dự ở đây là danh dự của một cái sự mưu toan kế hèn của Hồng Sơn. Muốn đạt được cái danh vị của mình là ông bất chấp để đánh đổi, bất chấp để chà đạp miệt thị bôi nhọ đồng nghiệp của mình. Chứ Hồng Sơn không có chia sẻ, không có phân tích gì pháp lý ở đây cả. Trong cái diễn đàn về các cái bài chia sẻ của Hồng Sơn, ông nói rằng ông là người đứng sau trong cái vụ thiền âm này, không fan, không pha và không bất kỳ một đối tác nào. Có nghĩa là ông nói cái câu chuyện của ông rất là nửa vời. Nửa vời ở đây là cái sự tráo trở, cái nghĩa là thua là bỏ chạy đó, chứ không có chịu, có nghĩa là dám chơi mà không dám chịu. Cũng như Hồng Sơn nói rằng là trên mạng xã hội chỉ là lời nói trên mạng xã hội thôi, nhưng khi vướng vào pháp lý, vướng vào thị phi lùm xùm thì ông nói ông trớ, ông trốn, ông không chịu trách nhiệm. Thành cho nên cái câu nói của Hồng Sơn các bạn để ý đó, nó mang tính nửa vời rất là nhiều. Không bao giờ mà ông nhận cái sự thật gì cả. Ông nói rằng tham gia phan thiền am này, ông chỉ là fan đứng ngồi, không liên quan gì đến ai cả. Kể cả các bài chia sẻ trên các kênh đó là ông cũng cũng phủ nhận cái trách nhiệm của mình. Ông cho rằng đó là cái thông tin trên mạng xã hội, là cái sự chia sẻ góp ý trong cộng đồng, chứ không thực sự công nhận là những cái bài chia sẻ, những lời nói, những khẳng định cái lời nói của tôi là tôi nói tôi chịu, giống như luật sư Lăng đâu. Bởi vậy thành cho nên cái con người Hồng Sơn nó rất là nửa vời, từ cái nhân cách cho đến lời nói nó không có tính khẳng định. Và thực tế trên cái việc mà các bài chia sẻ của Hồng Sơn, ông nói rằng đó là ông nhận định theo khoa học, ông suy đoán suy diễn, cái việc nhận định và chia sẻ nó mang tính góp ý chứ không phải là phân tích ở đây. Một người đáng lý ra trình độ như ông đó, phân tích theo một cách rất là văn minh, rất là có tính giải trí và tính giáo dục ở đây, chứ không có cái tính mà hận thù sân si, cái tính gây chia rẽ mâu thuẫn ở đây. Các bạn để ý các cái lời nhận định của Hồng Sơn toàn là những lời nói móc, kiểu là nói móc nó khóa đó, ông bà từ ta thường gọi là như vậy đó, chứ không có một cái tính giá trị về pháp lý, về cái việc mà phân tích. Còn ông thì ông nói rằng là tôi nhìn nhận về góc độ khoa học, để phân tích một cách khoa học, không có khoa học gì ở đây cả. Khoa học nó không có cái tính mâu thuẫn, khoa học nó không có cái tính mà chia rẽ sân si tập mạch ba cái chuyện đời tư như vậy được. Đấy, trong khi các bạn thấy không, ông đánh giá về một Minh Tú, ông chà đạp, ông bôi nhọ, ông lôi những cái chuyện mà tế nhị của Minh Tú ra, ông miệt thị một cách rất là trơ trẽn, rất là xúc phạm. Như vậy thì có cái gì để gọi là khoa học ở đây? Khoa học là phải mang tính nhân văn, mang tính giáo dục và giải trí. Đây, còn mà đánh giá về các vị luật sư, ông cho rằng ông chỉ đánh giá ở một cái góc độ, nhưng đó là một cái sự phủ nhận về cái lời nói của mình.
À, bởi vậy cái lời nói của Hồng Sơn nó mang tính nửa vời, nó không có cái tính khẳng định. Khi mà nếu như mà có sự cố xảy ra thì ông trốn tránh, ông cho rằng đó là tôi chỉ nói nhận định theo mạng xã hội. Hồng Sơn đã từng nói như vậy mà, Hồng Sơn đã từng phủ nhận như vậy mà các bạn. Cho nên là Hồng Sơn là một một kẻ rất là khó khó để đáng tin. Lời nói của ông rất là tráo trở, thể hiện cái sự đê hèn và thấp kém về cái việc mà quyết đoán trong cái lời nói. Bởi vì rằng các bạn nên nhớ là những con người mà luyên thuyên hay dùng lấy văn hóa qua văn ra, qua những lời hoa mỹ ngọc mặt ra để ma mị, để che đậy cái sự thật giả dối bên bên trong. Người đời họ thường nói là thùng rỗng là kêu to đấy, Luật sư Lân cũng đã khẳng định mà, ếch ngồi đáy giếng mà thùng rỗng thì kêu to mà. Đói rách rồi là bần cùng sinh đạo tặc, lên mạng xã hội là coi như đi la liếm hết chỗ này hết chỗ kia để kiếm miếng ăn, là thực sự là đúng như vậy. Nhưng Hồng Sơn lại phủ nhận, cho rằng là không vì mục đích, không vì vụ lợi, nhưng mà nghe nói tiền là coi như là lanh lắm. Hay không vì mục đích, không vì vụ lợi, tại sao lên mạng lại kêu gọi, lại yêu cầu quyên góp hỗ trợ kinh phí cho mình? Đây, như vậy thì các bạn thấy rằng so về cái đạo đức, cái phẩm chất, bản chất của Hồng Sơn là một tên rất là đẻo, người miền Bắc gọi là điêu đó. Cái lời nói của ông rất là điêu, người miền Nam họ cái là xạo xược đấy. Cho nên cái nhận định của Hồng Sơn rất là uyên thâm. Ở đây không phải là uyên thâm về việc kiến thức trình độ, mà thâm ở đây là thâm hiểm, thâm ở đây là thâm bí. Những cái lời nói của Hồng Sơn nó mang tính móc, nó móc nó khóa, ông bà người đời thường gọi là nó móc và nó khóa đấy. Cái câu nói đó là lầm, nó mang tính là xúc phạm. Câu nói đó là những cái quan điểm đó dùng cho những người mà ti tiện đê hèn nhất. Đây. Hay thường hay nó móc nó khóa, nó mánh mà không không dám nói thẳng, không dám nhìn nhận sự thật để nói, mà cứ nói lấp liếm, nói kiểu nửa vời vậy đó, một ăn một đền đó. Các bạn thấy không, thực sự về cái việc mà vụ 210 cái vàng Hồng Sơn lên mạng khẳng định ngay từ ban đầu như vậy đó, đến khi mà sự việc nghe nói rằng đó là liên quan đến các đơn tố cáo, nghe nói rằng đó là Trung ương bộ cũng yêu cầu vào cuộc làm rõ các cái vấn đề này, thì Hồng Sơn tìm cách trốn tránh trách nhiệm của mình, cho rằng cái vấn đề đó chỉ là không gian mạng. Bởi vậy Hồng Sơn có bao giờ nói cái chuyện gì mà khẳng định trên không gian mạng đâu, chỉ nói một cách rất là nửa vời, cho rằng tôi tham gia mạng xã hội là không fan không pha gì với ai cả, tôi nói theo cái quan điểm nhận định đánh giá ở cái góc độ khoa học. Nhưng khoa học gì ở đây, phân tích về pháp luật đó thì không có cái tính thực tế, chỉ dẫn dụ, chỉ nhận định những cái câu chuyện nó mông lung, nó mơ hồ, những cái thực sự bên lề thôi, chỉ liên quan đến các cái diễn biến thôi, chứ nó không có xác thực sâu sắc trong cái vụ việc. Vừa qua nghe nói là một cái thông tin mà trên các cái diễn đàn mình cũng có thấy một cái bình luận là cho rằng đó là cái chuyến đi Hà Nội sắp tới của Thanh Trần và Hồng Sơn khi kêu gọi quyên góp trong cái chuyến đi đó là mục đích ra đó là để bôi trơn đấy các bạn. Bôi trơn về cái vụ 210 cây vàng đó. Nghe nói là cơ quan bộ bộ sẽ vào cuộc điều tra, yêu cầu làm rõ về các cái chứng cứ nhân chứng về việc có hay không, về việc tố cáo cơ quan chức năng chiếm dụng 210 cây vàng và Thiền Am mất 210 cây vàng. Nghe cái thông tin đó thì mình nghe nói một số khán giả nói rằng là Hồng Sơn ra để bôi trơn cái vụ đấy đó trong chuyến đi Hà Nội sắp tới đấy, chứ không mục đích gì cả, là cũng là mạo danh mạo xưng để lợi dụng, để trục lợi niềm tin của bá tánh đấy. Nếu là làm vì Thiền Am không vụ lợi, không vì mục đích, thì tại sao lại kêu gọi tín dụng quyên góp hỗ trợ kinh phí đấy?
Như vậy thì các bạn thấy rõ được được là cái thực hư của hai con người này đến bây giờ, cái sự vừa trơ trẽn vừa hèn nhục đấy, vừa ti tiện của Hồng Thanh Hồng Sơn thể hiện bất chấp qua các bài chia sẻ trên cộng đồng mạng, từ từ văn nói cho đến văn viết, thể hiện nhân cách đạo đức một cách rất là tùy tiện. Đây, Thanh Trần liên tục bắn xịt cái túc các bạn này. Bây giờ mình đang chia sẻ đây là mới bắn cái nữa đây, để coi cái gì đây. 2 phút. Gửi chị Su Sang Trần, chị đấu tố với ai tôi không quan tâm và không tham gia, nhưng chị đụng đến nghề nghiệp và nói sai sự thật về tôi. Ghê chưa, đụng đến nghề nghiệp ấy là đụng đến nghề nghiệp luật sư của Thanh Trần đấy, trong khi ấy là cô hãy chứng minh nghề nghiệp của mình, trên con đường nghiệp sự của mình cô làm được gì. À, cô chỉ mới là một luật sư tập sự mới vào nghề mà đã ngáo ngơ như vậy, đã ngạo mạn như vậy, tư cách đạo đức thì chưa chưa gì cũng đã bị cảnh báo rồi, thì cô còn cái gì nữa mà nhân danh là đụng đến nghề nghiệp của cô. Ghê chưa, vẫn à, nhưng chị đừng đụng đến nghề nghiệp và nói sai sự thật về tôi, dẫn đến cộng đồng mạng và mạnh thường quân hiểu sai về những sự à, nó dùng cái câu, dùng cái ngôn từ trong cái văn viết là đã thấy lủng củng rồi. Mạnh thường quân hiểu sai về những sự chúng tôi đang làm, những sự gì, những sự việc hay là sự việc hay là cái gì chứ, những sự chúng tôi đang làm đấy, viết còn sai chính tả, còn cái ngôn từ như thế này biểu làm sao mà người nghe hiểu được. Dẫn đến cộng đồng mạng và mạnh thường quân hiểu sai về những sự chúng tôi đang làm, tôi bắt buộc phải vạch trần sự thật về những luật sư chúng tôi chị đang bảo vệ. Ấy, tôi bắt buộc phải vạch trần. Như vậy thì đến bây giờ các bạn thấy đó, Hồng Thanh sẵn sàng vạch trần các luật sư, vậy mà Hồng Sơn thì lên dẫn dắt nói rằng là tôi chỉ nhận định đánh giá và tôi chỉ nhìn khách quan, phân tích một cách khách quan chứ không hề mà xúc phạm, không hề mà công kích hay hoặc là tấn công các vị luật sư. Đấy, hai con người này phối hợp nó không có logic. Hồng Thanh thì nói rằng là tôi bắt buộc phải vạch trần đấu tố các luật sư, còn Hồng Sơn thì nói rằng chỉ nhận định khoa học. Nhận định tại sao nhận định lại nhận định mang tính cách mâu thuẫn, mang tính cách là sân si chia rẽ ở đây. Đấy, chị dám nói trên YouTube các mạnh thường quân đóng góp tiền hỗ trợ cho chúng tôi ra Hà Nội làm việc không có kết quả, chị hãy mở to con mắt ra mà đọc bằng chứng tôi up lên và chia sẻ. Cô Bùi Ngọc Trâm ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với luật sư của chúng tôi trọn gói, bao gồm Trần Quốc Vũ xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cô trên mạng xã hội, và cô bị khám thân thể tại bệnh viện Xuyên Á. Cô Trâm đã nộp 2 lá đơn tố cáo và nhóm luật sư chúng tôi đã nhận tiền vụ án này. Tuy nhiên thực tế thì hiện nay vụ án liên quan đến cô Bùi Ngọc Trâm đang dậm chân tại chỗ, chưa khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can là do thời gian điều tra của cơ quan chức năng chưa có kết quả, chưa đủ căn cứ, chưa đúng các quy định của pháp luật, họ chưa ra khởi tố. Chứ tại sao cô lại nói là vụ án này dậm chân tại chỗ? Có nghĩa là cô muốn cho vụ án này, muốn cho cơ quan chức năng này vào để làm sáng tỏ vụ án này hay là sao? Vào tháng 10 năm 22, luật sư chúng tôi bao gồm anh Mạnh, anh Miến, anh Lăng ra Hà Nội nộp đơn đến cơ quan, đến viện kiểm sát tối cao và các anh kết hợp vụ vườn rau Lộc Hưng và vụ cô Trân Ngọc Xuân. Khi ra Hà Nội, các anh được Phan Thiền Am đón tiếp nồng hậu và các fan ở nước ngoài hỗ trợ rất nhiều chi phí. Kết quả thì sao? Cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ nhận đơn tố cáo Trần Quốc Vũ, còn lá đơn xâm phạm hoạt động tư pháp, khám thân thể không nhận và không giải quyết, bằng chứng đính kèm đó là công văn của cơ quan điều tra chuyển đơn yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra đến công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý Trần Quốc Vũ. Hiện nay đang dậm chân tại chỗ, chưa giải quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Thất bại vụ khám thân thể trái pháp luật của cơ quan Ngọc Xuân.
Cho tôi hỏi chị Susan Trần, tiền Mạnh Thường Quân đóng góp và hỗ trợ cho luật sư chị đang bảo vệ mà không làm được, có đúng người đúng đúng người không vậy chị? Đây đây là Phan Tần hôm nay lại lại moi ra cái sự thật về vụ việc này. Không biết thực hư về cái vụ việc này thì như thế nào, tiền đóng góp trong cái việc này thì như thế nào, cái chuyện đó thì mình không quan tâm. Nhưng thực ra mà cái việc moi móc của cái cô Thanh Trần này thì rất là ti tiện và thiếu cái sự tế nhị và bất chấp ở nơi đây. Trong khi là các vị luật sư chưa làm hết trách nhiệm của mình thì đã bị truy tố, đã bị truy tìm và bắt buộc phải chấp nhận đánh đổi bằng cách là rời bỏ quê hương để ra đi để bảo vệ cái sự an toàn cho tính mạng cũng như bản thân và gia đình của họ, là họ phải chấp nhận để ra đi chứ không phải là họ trốn tránh hay hoặc là bỏ lại sau lưng tất cả các cái sự việc về trách nhiệm của họ. Ê, nên nhớ Thanh Trần như vậy. Bây giờ Thanh Trần thì dẫn dắt đổ tội cho các luật sư cho rằng không làm hết trách nhiệm và trốn tránh trách nhiệm, trong khi vụ việc này thì cơ quan đang chờ sự vào cuộc và điều tra của cơ quan chức năng. Tất cả các cái diễn biến đều vụ phụ thuộc vào thời gian làm việc cũng như là kết quả kết luận điều tra của cơ quan, chứ chẳng lẽ chúng ta lại hối thúc cơ quan điều tra được? Cơ quan điều tra họ có trách nhiệm làm việc theo trình tự, theo thủ tục, đơn từ nào tới trước làm trước, vụ án nào nghiêm trọng làm trước, chứ không có làm theo ý của người tố cáo được. Đấy, Thanh Tần nên nhớ. Cho nên trong cái vụ việc này chưa hẳn là cơ quan chưa vào cuộc, không phải là vụ án này đang dậm chân tại chỗ, mà có thể là chưa tới cái thời gian cơ quan vào làm việc và chưa tới lượt. Khi chưa tới lượt thì các vị luật sư này đã bị truy tìm, đã bị săn đón các cái tổ chức cá nhân, các tổ chức thù địch, cho nên là các vị luật sư này đành phải chấp nhận đánh đổi bằng cách là rời bỏ quê hương, chứ không phải là họ trốn tránh trách nhiệm. Nhưng dù có rời bỏ quê hương, họ cũng vẫn giữ cái quan điểm trách nhiệm của họ là luôn hướng về người Tiền Nam để bảo vệ, luôn đấu tranh, luôn tố cáo. Đấy, Thanh Trần nên nhớ, trong cái vụ việc này các vị luật sư không hề chùn bước và bỏ cuộc, không hề quên trách nhiệm của mình, trong khi là Thanh Trần và Hồng Sơn thì luôn nhân danh là người giúp đỡ, hỗ trợ pháp lý cho Thiền Am, giúp đỡ Thiền Am, nhưng lại luôn thể hiện là một người yếu kém, hèn nhát, luôn thể hiện là một con rùa rụt cổ không dám lên tiếng, không dám đấu tố, vậy mà cứ đứng sau hợp gậy bánh xe, nấp lầm rồi phá rối cái câu chuyện này, dẫn dắt dư luận. Bây giờ cái vụ việc này thì Thanh Trần lại nhảy vào tự xưng, tự sướng, tự nhận là mình người có trách nhiệm để làm, ai biểu làm, cho dù Thanh Trần có tài năng, có giỏi cũng không có được, cũng chưa có tới lượt. Bởi vì hiện tại thì vụ việc này cơ quan điều tra họ chưa chưa làm việc đến, bởi vì phải có thứ tự, phải có trình tự chứ, ai gửi đơn trước, ai tố cáo trước thì làm trước, vụ án nào nghiêm trọng làm trước, ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội thì làm trước. Mà đặc biệt là các bạn thấy đó, trong vụ án Thiền Am này chỉ xôn xao, chỉ lùm xùm trên mạng xã hội, gây bất bình trên mạng xã hội thôi, nó không ảnh hưởng về kinh tế. Ở đây cơ quan điều tra đặc biệt là xử lý các vụ án lớn, các vụ án gây thất thoát kinh tế, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, gây bất an, gây mất niềm tin đối với các cơ quan chức năng, cộng đồng. Còn vụ án mà cô Trân Ngọc Xuân này, nó chỉ là một vụ án dân sự tranh luận, nó không đơn thuần là một vụ án mà được gọi là nghiêm trọng, hay hoặc là bị can, bị hại, bị cáo trong vụ án này đặc biệt là tội phạm nghiêm trọng gì cả. Đây là một vụ án dân sự tranh luận bình thường, cho nên làm sao mà biểu cơ quan chức năng bỏ mà thời gian ra để làm trước cho cô được. Cho nên chính từ cái điều này Thanh Trần muốn thể hiện, muốn nhân danh và muốn tranh thủ, đây là dạng như dạng tranh thủ đây. Cái vụ việc này thì là cô đợt trước cô cũng đi ra Hà Nội nhân danh để làm, để giúp đỡ trong cái vụ việc này, nhưng không phải là việc của cô, trong khi là cô vẫn biết là trách nhiệm là các vị luật sư, trong đây là luật sư Hoàng Anh là trách nhiệm lo cái vụ việc này. Thanh Trần vẫn biết
cô lại tài lanh gửi đơn ra tận Hà Nội rồi để lợi dụng để trục lợi. Đến bây giờ thêm một lần nữa, cô cho rằng vụ án này là các vị luật sư chưa làm hết trách nhiệm, cho nên vụ án dậm chân tại chỗ và cô lại đôn đáo đi làm một lần nữa. Có phải cô lợi dụng, cô tranh thủ hay không? Trong khi vụ án này chỉ là dân sự, chỉ là rất là bình thường, không có ảnh hưởng đến kinh tế, không gây thiệt hại đến kinh tế, không ảnh hưởng đến niềm tin của các cơ quan ban ngành, cho nên là cơ quan Bộ Công an họ chưa làm việc tới và họ gửi yêu cầu vào cho công an thành phố Hồ Chí Minh, cho cơ quan điều tra thành phố Hồ Chí Minh họ làm việc được rồi. Từ từ họ làm lần tới chứ. Chứ làm gì mà có dậm chân tại chỗ ở đây. Năm này không làm thì qua sang năm, đợt này không có thì qua đợt sau. Đây là vụ án bình thường dân sự thôi. Cho nên là các bạn thấy đó, cái sự tài năng của Thanh Trần này là muốn tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội, đánh chết cơ hội từng giờ từng phút đối với cái hiệu ứng của thiền am này, mà làm những cái việc bất chấp về đạo đức này, bất chấp để trục lợi niềm tin đây, thấy không? Tất cả các cái diễn biến này đến bây giờ là các bạn thấy là trong các bài chia sẻ gần đây của Thanh Trần, nó mang tính rất là vu khống và quy chụp. Bây giờ cái chuyện gì cũng đổ tội cho các vị luật sư, chuyện gì cũng đổ tội cho nhóm đa đề cả. Ấy, về việc mà 6 thành viên trong thiền am vướng vào bản án 23 năm 6 tháng thì coi như là đổ tội cho rằng các vị luật sư không đủ trình độ, không làm hết trách nhiệm, cho nên các thầy đã vướng bản án và không có ngày giảm án. Rồi đổ tội cho các cái thiệt hại của người thiền am, đổ tội cho nhóm đa đề, rồi liên quan đến cái việc quỹ này quỹ kia thì đổ tội cho nhóm đa đề gây quỹ luật sư. Đấy, trong khi cái việc gây quỹ này là cộng đồng mạng người ta tự nguyện, còn cái quỹ luật sư này cũng xuất phát từ sự tự nguyện của cộng đồng mạng, của các mạnh thường quân. Hồng Sơn ngày hôm qua lên nói rằng đó là tại sao các anh đã ký hợp đồng, các anh đã nhận tiền mà các anh không làm cho người thiền am. Các anh không làm hết trách nhiệm thì các anh phải công bố cái tài chính, công bố cái quỹ kê khai liên quan đến dịch vụ pháp lý cho người thiền am biết. Làm gì mà công khai kê khai, trong khi người thiền am thừa hưởng cái quyền lợi về các dịch vụ pháp lý này được sự ưu ái từ cộng đồng mạng. Người thiền am không liên quan gì đến dịch vụ pháp lý này mà thừa hưởng cái quyền lợi này cả, mà Hồng Sơn yêu cầu là phải công khai lên cái quỹ dịch vụ pháp lý này bao nhiêu để cho người thiền am biết người thiền am là người thừa hành thừa hưởng cái này. Đây bây giờ bắt đầu rêu rao lên giảng giác mà đổ tội cho các vị luật sư là chiếm dụng hết cái quỹ luật sư này, mà trong khi là không biết số tiền bao nhiêu, cứ cứ ngồi đó mà ngẫm rồi tính rồi suy đoán rồi tưởng tượng ra các cái con số lớn như vậy, hàng mấy chục tỷ như vậy, chứ ở đâu ra con số tiền như vậy. Cứ nằm đó ngồi không, nó bắt đầu và suy nghĩ ra đổ tội cho các vị luật sư, cho rằng đó là dịch vụ pháp lý, hợp đồng pháp lý dẫn dắt, nghe cái tính là rất là khoa học nhưng thực tế nó không phải là như vậy, thấy không? Tối ngày cứ lên nói rằng là yêu cầu phải công khai cái dịch vụ quỹ pháp lý này, người thiền am cần phải biết cái dịch vụ này bao nhiêu, giá cả trong dịch vụ hợp đồng này bao nhiêu. Làm gì người thiền am biết, đây là cái tự nguyện đóng góp của các vị luật sư, sự đồng hành của mạnh thường quân. Các vị luật sư đã cống hiến bằng trí tuệ là không đồng rồi, một cái dịch vụ không đồng rồi, người thiền am thừa biết, người thiền am không yêu cầu thôi, chứ Hồng Sơn làm gì mà lên là yêu cầu các vị luật sư này phải công khai, phải phải thông báo cho người thiền am biết. Rất là vô lý không các bạn? Như vậy mà cho rằng đó là đánh giá rồi phân tích khoa học, có phải là mâu thuẫn, có phải là sân si, có phải là so bì hay không? Cho nên những bài chia sẻ, những cái nhận định của Hồng Sơn nó mang tính cách rất là so bì, rất là tiểu nhân đê hèn, chứ không có phân tích hay hoặc là diễn giải gì ở đây cả. Ông chỉ lên ông ngồi ông suy đoán ra thôi, ông dựng nên câu chuyện, ông đâu có phải là người trong cuộc. Đấy, ông dựng nên câu chuyện bằng cái kiến thức nguyên thiên về cái văn nói của ông. Tuy là nghe nó rô rít thật đó, nhưng thực sự ra là nó không có đúng với lại cái hư cấu của cái câu chuyện, dựng nên tự bịa đặt ra.
ông đọc những cái ngôn từ như dịch vụ pháp lý, hợp đồng tặng cho, rồi rồi nghe nói là nghe nó khoa học, nghe nói là nghe nó có lý, nhưng thực sự nó rất là vô lý, nó không đâu vào đâu hết trơn. Ông ba qua lên một bên thì cộng với cái sự ngáo ngơ của cô Thanh Trần này, cái tính cách thì mới nhìn qua thì nghe rất là thẳng thắn, nghe rất là khẳng định, nhưng mà cái trình độ lại không có, về cái chuyên môn nghiệp vụ không có, đánh giá nhận thức nhận định về diễn biến vụ việc thì ngồi đó suy nghĩ nghiền ngẫm ra cho được từng câu từng chữ để dẫn dắt để nói, khiến cho người nghe cảm thấy rất là mông lung mơ hồ, không biết là họ đang nói gì, họ diễn giả cái sự việc gì, toàn là coi như ngồi đó suy diễn không, suy đoán ra cái tiền quỹ này quỹ kia ở đâu mà quỹ dữ vậy, có quỹ cũng đó là một cái sự cộng hưởng của cộng đồng, của mạnh thường quân họ tự nguyện, người thường em được thừa hưởng, các vị luật sư có trách nhiệm, họ đáng được thừa hưởng cái quyền lợi đó, trách nhiệm của họ, công lao của họ lớn lao như vậy, họ suy họ hy sinh, họ đánh đổi như vậy, họ đáng để được hưởng cái quyền lợi đó từ cộng đồng mạng, từ mạnh thường quân chứ. Trong các cái vấn đề đó, Thanh Trần, Hồng Sơn chỉ so bì, chỉ sân si, cho rằng chúng tôi cũng là luật sư, chúng tôi cũng đấu tranh cho người Thiền Am, nhưng tại sao chúng tôi lại không có phần, tại sao chúng tôi lại không được hưởng, tại sao chúng tôi lại không được gọi là luật sư của chúng tôi đó. Cho nên là cái quan điểm của Thanh Trần và Hồng Sơn là như vậy đó, cho nên bây giờ rất là cay cú, không được thừa hưởng cái đặc quyền đó, và bây giờ cứ lên mạng tối ngày là cứ rêu rao là dựng nên những cái con số tiền nó to nó lớn như vậy, nhưng ở đâu có mà giữ vậy. Rồi tiếp theo cái bài nữa là các bạn liên tục mới sáng giờ ba bốn cái tắp cộng đồng rồi đây, bài này nói về Minh Tú đây. Minh Tú bị chấm dứt hợp đồng với Mobifone là do livestream ngày hội nghị khách hàng, và do Minh Tùng gọi điện thoại tố cáo Minh Tú bắt tay với phản động mẹ nấm như Quỳnh, có thể lấy thông tin khách hàng Lê Thanh Minh Tú, em mắc bệnh cảm cúm hay em đổ thừa cho chị, gây ra luôn đi nha, trọn gói luôn. Ê, rất là xúc phạm không các bạn, cái chuyện công việc làm của Minh Tú hồi trước ngày làm trong Mobifone gì đó, rồi Minh Tú bị chấm dứt hợp đồng là do liên quan đến thị phi, rồi bây giờ Thanh Trần đổ tội cho rằng đó là do Minh Tú là livestream vào trong cái ngày hội nghị khách hàng và bị Minh Tùng gọi điện thoại đấu tố rồi như thế nào đó, rồi cho rằng Minh Tú liên quan đến mẹ nấm như Quỳnh là một người phản động, làm ảnh hưởng cho nên mới bị đủ việc. Cái này là việc cá nhân của người ta, mắc mớ gì mình phải lôi ra mình trưng bày trên mạng cộng đồng như thế này, mắc mớ gì cái thông tin về cá nhân đời tư như vậy mà tung hô ra chia sẻ rêu rao trên mạng cộng đồng, có phải là đang nói xấu, có phải là đang tìm các cái yếu điểm của Minh Tú để triệt hạ, để đánh đổi không các bạn? Còn về cái việc mà cho rằng Minh Tú mắc bệnh gì đó, nhưng có hay không, thực sự có hay không, cô lại dựng nên một cái câu chuyện tày trời như vậy không liên quan, trong khi là các cái thông tin về bí mật đời tư, cái cá nhân của con người cô lại rêu rao trên mạng xã hội này, có phải cô đã vi phạm xúc phạm đến cái quyền riêng tư của một cá nhân không? Vấn đề này Minh Tú nên tìm các cái thông tin, thu thập các cái dữ liệu này mà làm cho cô Thanh Trần này một trận cho tới nơi đi, để cô này cô ngáo như thế này là gây nguy hại cho mạng xã hội và gây ảnh hưởng đến rất là nhiều, không đem lại cái lợi ích giá trị gì cho xã hội cả, không có cái tính mà nhân văn giá trị giáo dục ở đây cả, chỉ toàn là bươi móc thập gậy bánh xe rồi gây chia rẽ, gây mâu thuẫn, gây hiểu lầm với nhau không, toàn là tối ngày lên là cứ bươi móc cái chuyện cá nhân đời tư ra mà đấu tố rồi nói xấu bôi nhọ hạ bệ với nhau không, làm ảnh hưởng không, chứ không có cái giá trị nhân văn gì ở đây cả. Đây. Thấy không các bạn, thấy không, đến bây giờ là nói về cô Thanh Trần này rất là ngán ngẩm, rồi các cái bài văn viết của cô thì coi như các cái bài văn nói cũng vậy, lên nói thì dùng những cái ngôn từ rất là khó mà chấp nhận. Đây, trong khi nói về chị nấm như Quỳnh này, cái hình bóng hình ảnh của người ta đi tắm biển, người ta đăng tải cá nhân trên trên Facebook cũng lôi cũng lấy, đánh cắp ở đâu rồi đem lên trên tóc cộng đồng này phô diễn, rồi bắt đầu
kết hợp với Hồng Sơn làm thơ tục tiểu để bôi nhọ họ, như vậy có phải là xúc phạm đến cá nhân hay không, trong khi nhân danh mình là người luật sư thạc sĩ rồi người tài trí đức hơn người đấy. Hồng Sơn thì khẳng định trình độ của chúng tôi không thua kém gì các vị luật sư, có thể hơn tuổi đời thì tuy thua nhưng trình độ chúng tôi phải hơn các vị luật sư, rất là dốc, rất là láo đấy. Nhưng mà đem các cái hình ảnh của những con người này ra bình thường như vậy đây, cá nhân cái chuyện đời tư của họ cũng đem lên bêu réo trên mạng xã hội rồi, làm thơ văn xúc xỉa thì cho rằng là tôi chỉ làm thơ thôi chứ tôi không có xúc xỉa, tôi không có miệt thị hay hoặc là tôi không có công kích ai. Còn nhắm về các vị luật sư đấu tố thì ông cho rằng là tôi không có công kích, tôi chỉ nói thôi, tôi chỉ chia sẻ, tôi chỉ bình luận thôi. Đấy, cái bình luận của ông là cái bình luận mà nắm xoáy vào cái chuyện mà đấu tố triệt hạ người ta. Cái câu nói của Hồng Sơn rất là thâm, rất là hiểm. Hồng Sơn này rất là điêu, rất là lẻo mép, nói sao cũng được hết trơn. Cho nên đến bây giờ các bạn thấy đó, thử thật về hai con người này không? Không bao giờ mà dừng cái chuyện mà thị phi trên mạng xã hội, trong khi là luật sư Lâm Dục với Mạnh đó thì không bao giờ mà nhắc đến tên hai người này, không bao giờ mà nói cái chuyện thị phi. Còn hai người này mà hết cái chuyện này là đến chuyện kia, hết người này đến người kia. Hồng Sơn từng tuyên bố mà, tôi cứ miết ai cứ còn nói là tôi còn nói, rất là chai mặt. Ở đây là Hồng Sơn là cái sự dài mặt và chai mặt trơ trẽn là rất là số 1 rồi. Đây, trong khi Minh Tú chỉ là một con người là yếu đuối, là những con người bất hạnh, là những con người thua thiệt trong cuộc đời, trong xã hội này rất là nhiều, đáng lý ra phải đồng cảm, phải phải hiểu. Trong khi Hồng Thanh đã biết là Minh Tú là bất hạnh đủ các thứ trên cuộc đời rồi, và cô cho rằng Minh Tú lại có thêm căn bệnh thế kỷ đã đầy cái bất hạnh cho Minh Tú rồi, không đồng cảm, không cảm thông, cảm thương, mà ở đây lại lôi lên mạng chia sẻ dẫn dắt, có phải là muốn cho Minh Tú không còn lối sống, không còn lối thoát, không còn cơ hội để làm người hay không các bạn? Như vậy mà luôn nhân danh là tôi yêu thương người, yêu thương thiền am, yêu thương các thành viên thiền am, giúp đỡ người vô điều kiện, thấy không? Đúng là đạo đức giả thôi. Trong khi là cái việc mà Minh Tú phản biện lại Thanh Trần là đúng, bởi vì là có lửa mới có khói mà. Thanh Trần làm những cái điều mà sai trái với lòng lương tâm, sai trái với trách nhiệm của mình, thì Minh Tú có quyền đánh giá, có quyền phản biện. Là một luật sư, là một người tri thức thì chúng ta nên, nếu mình thấy mình sai thì mình nhận để im lặng để sửa đúng. Đằng này lại đấu tố, đằng này lại cương lại, bất chấp luôn, không buông tha. Ở đây là coi như là làm tới luôn, miệt thị mà triệt hạ cho đến cùng luôn. Không thấy ghê cho hai con người này, tối ngày cứ lên dẫn dắt dựng chuyện như vậy mà nói là luật sư gì ở đây, nói là người tài trí gì ở đây, nói là phân tích phản biện gì ở đây. Hồng Sơn thì luôn nói rằng tôi phân tích nhận định theo khoa học. Khoa học cái gì ở đây? Pháp luật là pháp luật, nhận định là nhận định, phân tích là phân tích. Đằng này là ông xuyên xỏ bươi móc học mạch vào chuyện cá nhân đời tư của con người, đàn bà phụ nữ ông cũng buông tha, dùng những cái ngôn từ rất là thiếu tế nhị để làm thơ, để xúc xỉa mà cho rằng là tôi không bao giờ công kích, tôi không bao giờ miệt thị ai, không công kích, không miệt thị, mà thua có cái là ông lấy búa ông gõ đầu họ thôi, chứ còn rất là điêu. Cho nên các bạn thấy đối với Hồng Sơn này, cái tay Hồng Sơn này càng nói là mình nghe càng 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 bực chứ vậy, nhưng mà thực ra thì cái chuyện là không phải là mình nói như vậy, là không phải là mình cũng công kích mình ấy, nhưng mà mình cũng có nhận định về khách quan, mình có quyền để góp ý bình luận để xây dựng, đây là góp ý để xây dựng trên cái tính chất là cộng đồng. Anh nói sai thì tôi có quyền góp ý để anh sửa đổi, hoặc là góp ý để xây dựng cho anh có một cái sự tế nhị văn hóa, chứ không phải là công kích. Còn cái chuyện là Hồng Sơn nói rằng là bình luận
nhưng đóng góp, cái bình luận của anh không phải là bình luận xây dựng, mà bình luận ở đây bình luận xúc xỉa, bình luận sân si. Đấy, thực sự ra đến bây giờ thì các bạn thấy đó, sự thật về hai con người là nói đến hai con người thì ngán ngẩm. Và giờ thực ra thì các bạn thấy bây giờ Hồng bên đây á, thì luật sư Lâm thì không nói đến Hồng Sơn rồi, bởi vì luật sư Lâm là coi thường con người này, không dám, không nói đến, không muốn nhắc đến. Vậy mà Hồng Sơn Hồng Thanh cứ chai mặt, cứ tối ngày nói liên tục. Còn lại cái fan mà đối đầu với Thiền Am thì cũng không bao nhiêu người, người ta cũng khiêm nhượng, người ta không có đấu tố, giống như bên bên cái fan của Hồng Sơn, đệ tử Hồng Sơn toàn là những người mà trâu bò mất dạy không, chửi là chửi vô điều kiện, chửi bất chấp. Fan bên đây có ai mà chửi đâu, có ai mà dùng lời lẽ nặng nề mà để chửi ai một ai đâu, chỉ nhận định, chỉ đánh giá, chỉ tranh luận với nhau thôi, mang tính góp ý và xây dựng, chứ không có giống như Thanh Trần Hồng Sơn mà kiểu mà so bì hơn thua, mà phải triệt hạ cho đến cùng. Có nghĩa là cãi, mà cãi cãi cho thắng, cho hơn họ thì thôi đó, kiểu như là dạng là chai mặt đó các bạn, mặt dài mặt lì đó. Rồi mình quay lại mình chào các bạn tí, xin chào chị Lê Thị Mở, giờ gọi Hồng Sơn Hồng Tàn, Hồng Tàn là ca ve gọi là con ca ve chó, chính bà nói bả là ca ve vậy mà lên bả cùng cá cược với chị Lan, cho rằng là không nhận nữa chứ. Xin chào Linh Lê, ca ve Thanh Trần bưng bô ẩn danh Hồng Sơn chống thấm bưng bô cầm giấy vệ sinh chạy theo xe ôm biến chất để thấy không, con hai con người này nó rất là ghê. Bây giờ nó quay sang nó phủ nhận hết, trong khi là cho lúc nào cũng nói là vì Thiền Am, giúp đỡ Thiền Am ai, mà cuối cùng không dám lên tiếng để bảo vệ Thiền Am bằng cách là tố cáo các cá nhân tổ chức như vậy đấy. Vậy giúp Thiền Am cái gì, bảo vệ Thiền Am ở chỗ nào? Trình độ luật sư thua xa, cách la liếm khắp nơi năm vị luật sư. Thưa thưa hai Hồng, còn trình độ của năm vị luật sư Hồng Tàn và Hồng Sơn không đủ trình độ. Xin chào Linh Lê, mọi người từ giờ đừng dùng từ luật sư với Thanh Trần nha, ta vừa cay cú vừa thích thú với danh hiệu ca ve đó đang cá cược với chị Lan, hay từ ca ve đấy. Đúng là bà này luật sư cái gì, nhân cách như vậy mà luật sư cái gì mà cứ lên tối ngày lên khoe danh. Xin chào Phan Cúc, thủ kho điện lực mà sao rảnh vậy. Xin chào anh Phạm Đức Quang, xin chào No Bựa, xin chào Ti Tân Cúc, xin chào No Bựa, YouTuber viết trên tab cộng đồng nhiều nhất là Thanh Trần, điếc hay ngóng mà ngọng hay nói Thanh Trần viết sai lỗi sai chính tả. Đúng là một ngày bà bắn là 4 5 cái xịt ta túc, vào sáng giờ là 4 5 cái rồi đó các bạn, toàn là móc khóa người ta không, vậy mà mình nhân cách gì ở đây. Đúng là ca ve thì cái chứ No Bựa. Xin chào Linh Lê, ca ve đứng đường Thanh Trần đầu đường đầu bò ơi, đừng u mê sân si, mê mẩn si tình. Em Minh Tú nữa, làm ơn tha cho em ấy đi ca ve Thanh Trần ơi. Thấy không, các bạn thấy không, cho Minh Tú một con đường là không có đường lui luôn á, đến cái việc mà cá nhân tế nhị nhất của người ta cũng đem lên mà công khai trên mạng xã hội như thế này, thì rõ ràng là con người không có cái lương tri, không có nhân đức, không có đạo đức ở đây. Xin chào Ti Tân Cúc, xin chào Phan Cúc, xin chào Lê Thị Mở, xin chào chị Lê Thị Mở, xin chào Linh Lê. Ca ve đứng đường Thanh Trần đầu bò, ngày nào mà không bịa đặt không vu khống thì bứt rứt ruột gan, ăn không ngon ngủ không yên con Thanh Trần bị thần kinh trung ương số 1 điên nặng rồi. Xin chào Ngọc Nguyễn, tất cả đơn từ của các luật sư cũng chuyển về Long An, còn hai Hồng cũng bị chuyển về Long An đó thôi. Đấy, thật ra các cái đơn mà các luật sư ra Hà Nội để gửi tố cáo thì những cái đơn đó cơ quan điều tra họ cũng đã thụ lý, nhưng họ chưa tới đợt để làm việc, bởi vì những cái diễn biến vụ án này nó không có nghiêm trọng, không ảnh hưởng về kinh tế, nó không gây thiệt hại về 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 kinh tế xã hội nhiều, cho nên họ chưa làm tới. Và hàng ngàn các cái lá đơn tồn đọng mà đấy, vừa rồi mình cũng có chia sẻ đó, mỗi năm là
cơ quan điều tra lo xử lý các cái vụ án, xử lý hàng ngàn các vụ án tồn đọng, hàng trăm ngàn các cái lá đơn còn tồn đọng đấy, chưa xử lý kịp thì làm gì, những cái liên quan đến diễn biến thiền âm này làm gì mà tới được. Thanh Trần cứ cứ tung hô, cứ tranh thủ cơ hội này chạy ra Hà Nội để làm những cái việc tào lao vậy, chứ có được gì, có đi ra cũng không được làm được cái việc gì, trong khi mình chỉ là một luật sư tài lanh thôi chứ làm gì mà luật sư ở đây. Chuyến trước ra Hà Nội đấy cũng xúy cho chị Ngọc dịp đậu vào đấy, rồi cũng đứng cái dầm ngồi đó, bắt đầu chụp hình đăng lên là khoe mẽ lên, là tung hô là tôi đi Hà Nội tôi làm việc lớn, việc đại sự cho Thiền Âm, cuối cùng về bị chị dịp đậu vạch trần, tưởng đâu là chị dịp đậu đồng hành với mình, ủng hộ mình, công hai cuối cùng là lôi cái sự thật này ra, sự ma mãnh gian dối của mình ra đây, rồi liên tục vào cái vụ mà thăm các thầy vào ngày 30 Tết, các thầy trong khi mới thi hành án có mấy tháng thì cái việc đi thăm nuôi cái chuyện đó bình thường, cần gì đến mà luật sư, trong khi là anh bắt chụp